Đây, đây là gia đình chị Quynh và anh Trắng. Chị ta đã leo ra. Và rồi. Chị ta không cầm cự nổi. Không biết chị ta định làm gì. Đây. Và rồi chị ta đã leo vào được. Nhìn phía xa xa là các con của chị đang ngủ. Chị mới hạ sinh được 5 đứa, khoảng 10 ngày tuổi. Còn anh ta thì anh ta rất là u. Nói về chị ta thì nhỏ xíu à. Anh ta bắt đầu đi tìm chỗ để ngủ. Bạn đã thấy chưa? Nhìn chúng kìa. Tôi cũng vậy. Nói về chị ta thì chị ta đang ngồi rửa mặt, lau chùi mặt, không biết chị ta đã làm gì. Đó, bắt đầu chị ta thấy đi khi là ngồi ra và đó nha. Còn anh ta thì ngủ tiêu. Rồi, thì là chị ta đã lấy xuống. Không biết chị ta đi đâu đây? Ban đêm chị ta đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Định đi đâu đây? Và thế là chị ta đã biến mất. Sau một cuộc hồi biến mất thì chị ta đã lại đầu vô trở lại. Đúng là tuy nhỏ mà nhưng rất là hung dữ, rất là khôn. Chị ta không biết đi tới đi lui hoài để làm gì đây. Bây giờ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn.